Thị trường xe Việt Nam đang ngày một nhộn nhịp hơn khi liên tiếp có thêm các thương hiệu mới gia nhập. Một trong những thương hiệu sẽ sớm có mặt là KG Mobility. Mẫu xe đầu tiên có thể tới Việt Nam được cho là xe EVX. KG Torres EVX là một mẫu xe điện gầm cao cỡ D, tức cùng phân khúc với VinFast VF8. Tại Hàn Quốc, KG Torres EVX có giá khoảng 556 triệu theo tỷ giá hiện nay. KG Torres EVX thực chất là một trong những mẫu xe rất mới của thương hiệu Hàn Quốc này, theo các hãng tin địa phương, thì Torres EVX mới chính thức đi vào sản xuất hàng loạt từ đầu tháng 11 năm 2023. Về thông số kỹ thuật, KG Torres EVX có kích thước lần lượt là dài 4.715mm, rộng 1.890mm, cao 1.785mm. Tờ Korean Herald từng nhắc đến một trong những điểm mạnh là có không gian chứa đồ lớn. Khi gặp hàng ghế thứ hai, không gian chứa đồ lên tới 1.662 lít, cùng với đó là khoảng trần cao 930mm không gian chứa đồ trên mẫu xe này tốt hơn VF8 dừng ở 1.373 lít khi gập hàng ghế thứ hai xuống. Mẫu KG Torres EVX mới bán tại anh còn trang bị một tính năng rất thú vị, là cho phép người dùng rút điện từ pin xe phục vụ các thiết bị gia dụng. Tính năng này gọi là Vehicle To Load, hiện chưa phổ biến trên xe điện. Cùng với cốp rộng và cao, KG Torres EVX dường như rất phù hợp để trở thành một mẫu xe đi cắm trại. Thậm chí, trong một dịp trải nghiệm xe, phóng viên tờ Korean Herald với chiều cao hơn, 18 m còn có thể nằm trong xe khi gặp hàng ghế thứ hai. KG Torres EVX trang bị pack pin LFP có dung lượng 73 kW, đủ để đi khoảng 462 km. Mẫu xe này chỉ trang bị một motor với tổng công suất 201 mã lực và mô men xoắn 339 Nm. So sánh tương quan với VinFast VF8, Mẫu xe điện Việt hiện có tùy chọn sử dụng pin CATL với dung lượng lên tới 87 kW, đủ đi được 471 km với bản Eco hoặc 457 km với bản Plus. Trong khi tổng quãng đường di chuyển một lần sạc giữa hai xe có vẻ không có nhiều khác biệt, VF8 dường như là mẫu xe thú vị hơn về mặt vận hành. Trong khi KG Torres EVX dẫn động cầu trước, VF8 lại trang bị hai motor để cho cấu hình dẫn động bốn bánh, công suất đạt 349 mã lực bản Eco hoặc 402 mã lực bản Plus. Một điều đáng nhắc tới là hồi giữa tháng 11 năm 2023, đại diện ban lãnh đạo của KG Mobility đã từng tới và gặp gỡ đối tác tại Việt Nam. Cụ thể hơn, tờ Auto Daily Korea lúc đó cho biết Chủ tịch Tập đoàn KGM, CEO Jeong Jong-won, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Kim Jang-chan đã tới và làm việc cùng Chủ tịch Kim Long Mai Phước Nghê, đối tác KG Mobility tại Việt Nam. Đoàn làm việc sau đó đã tới thăm công trường xây dựng nhà máy lắp ráp xe KG Mobility đang xây dựng. Tại Huế do Kim Long Moto đảm nhiệm. Nhà máy lắp ráp này sẽ có công suất ban đầu 15.000 xe một năm khi hoàn thành, vào năm 2024, nâng lên 60.000 xe một năm vào năm 2029. Cũng trong buổi làm việc, hai bên đã nhắc đến kế hoạch ra mắt thị trường Việt Nam với mẫu Torres CVX. Trước đó khoảng nửa năm, KG Mobility và Kim Long Moto cũng đã ký kết nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thỏa thuận này nhắc đến tên ba mẫu xe gầm cao dự kiến sẽ tới Việt Nam vào năm nay kg Mobility thực chất là tên mới của thương hiệu sang Yong hãng xe từng kinh doanh tại Việt Nam, nhưng đã dừng hoạt động từ khoảng cuối năm 2018. Tại Hàn Quốc, hãng xe lâu đời nhất xứ Kim Chi còn phải nộp đơn phá sản vào năm 2020, nhưng tới giữa năm 2022 thì đã được một đơn vị khác mua lại và đổi tên thành KG Mobility.